Thưa quý vị và các bạn, Quảng Bình, vùng đất có bề dày lịch sử lâu đời, nơi chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, vật chất và tinh thần độc đáo. Trong tiến trình lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Bình Điện Linh Nhân Kiệt đã có sự đóng góp của nhiều nhân vật lịch sử, nhân tài của địa phương cũng như của đất nước. Những bậc danh nhân chính là niềm tự hào của dân tộc và của bao thế hệ cộng đồng cư dân người Quảng Bình. Nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình 1604-2014, chuyên mục Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự danh nhân trong tiến trình lịch sử vùng đất Quảng Bình. Quảng Bình, vùng đất hiển diện trong lịch sử dân tộc Việt Nam ngay từ thời kỳ tiền sử và sơ sử. Từ thuở các vua hùng dựng nước, vùng đất Quảng Bình đã nằm trong cơ cấu hành chính của nhà nước Văn Lang với tên gọi Bồ Việt Thường. Từ đó trở về sau, vùng đất Quảng Bình trở thành lãnh thổ biên ải phía Bắc của quốc gia Lâm Ấp, Hoàn Vương và Chiêm Thành với các châu Bổ Trinh và Địa Lý. Đến thế kỷ 11 năm 1069, nhà Lý sáp nhập ba châu Bổ Trinh, Địa Lý, Ma Linh vào quốc gia Đại Việt. Từ đây, lịch sử vùng đất Quảng Bình luôn gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nói đến Quảng Bình là nói đến vùng đất có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không gian văn hóa đa dạng, với nhiều biển đồng khôn lường của lịch sử. Nhưng cũng chính môi trường khắc nghiệt, thử thách cam go đó đã đào luyện, hun đúc và sản sinh ra các thế hệ danh nhân Quảng Bình với những giá trị đặc sắc, những con người vượt lên số phận để gánh vác những trọng trách của cộng đồng trong cuộc chiến để tồn tại và phát triển. Quê hương Quảng Bình nằm ở vị trí trung tâm của Tổ quốc, là mảnh đất địa linh, đã thu hút nhiều anh tài nhân kiệt với những đóng góp lớn lao trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực quân sự và mở mang lãnh thổ, công lao to lớn đầu tiên thuộc về danh tướng Lý Tường Kiệt với sự kiện năm 1069 đánh thẳng quân Chiêm Thành sáp nhập ba châu Bổ Trinh, Địa Lý, Ma Linh vào Đại Việt. Đây là mốc lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng đất Quảng Bình nói riêng và quốc gia Đại Việt nói chung, đánh dấu việc mở đầu cho công cuộc mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Lý Thường Kiệt có nhiều đóng góp trong việc khai kênh mở cõi, xứng đáng được ghi danh là bậc tinh anh hiện tại khai khẩn vùng đất Quảng Bình. Kế tục sự nghiệp của Lý Thường Kiệt, dưới các triều đại Trần, Lê, nhiều danh nhân đã có công tiếp tục khai mở đất đai, lập ấp, phát triển các cộng đồng làng xã của quê hương Quảng Bình. Đó là sinh tưởng Trần Bang Cần, vâng lệnh triều đình thống lĩnh một đạo quân vào phía nam của quốc gia Đại Việt. Tại vùng đất hai bờ hạ lưu sông Danh, sau khi đánh thẳng Như Trần và dẹp yên quân Chiêm Thành, ông đã tụ tập dân binh, chiêu dân, hướng dẫn khai phá đất đai, lập ra hai sử đông đoài của xã Quảng Lộc và một phần xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch. Đó là Hồ Cưỡng, vì tưởng tài, đánh thẳng nhiều trận giặc Chiêm Thành ở cửa sông Nhật Lệ, Bầu Chó, Phủ Hội. Nơi đây, ông đã chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất đai, mở mang sản xuất và đã trở thành thần tổ họ Hồ, khai canh vùng Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch của huyện Bổ Trạch. Nổi bật là Hoàng Hồi Khanh, tuy xuất thân là một tiến sĩ, một quan văn, một tướng lĩnh, nhưng ông luôn quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Với tư cách là một quan lại tại địa phương Quảng Bình thời nhà Trần, ông đã có những chính sách phát triển kinh tế vùng đất này bằng mô hình điền trang và góp phần cho vùng đất lệ thủy có điều kiện phát triển về mọi mặt. Đồng hành cùng hoạt động mở mang lãnh thổ, việc bảo vệ củng cố an ninh quốc phòng cho vùng đất mới không kém phần quan trọng. Dưới các triều đại Trần, Lê, Nguyễn, nhiều danh nhân đã có công tiếp tục khai mở và giữ vững vùng đất Quảng Bình. Đó là danh nhân Đào Di Từ, người đã giúp chùa Nguyễn bày ra nhiều kế sách quân sự quan trọng để đối phó có hiệu quả từ chùa Trình ở đằng ngoài, đặc biệt là tổ chức xây dựng hệ thống lũy Đào Di Từ với các lũy Nhật Lệ, Trường Dục. Đây là công trình quân sự góp phần quan trọng giúp chùa Nguyễn đẩy lùi những cuộc tấn công xâm lấn của chùa Trình ở đằng ngoài
giữ yên bờ cõi đằng trong. Tiếp nối công lao Đào Duy Từ, sinh tướng Nguyễn Hữu Giật được chùa Nguyễn giao trọng trách trông coi xây đắp thành lũy, và sau này ông lại là người hiền kế để bổ sung hoàn thiện hệ thống chiến lũy đủ sức chống đỡ mọi cuộc tấn công của kẻ thù. Danh tướng Trương Phúc Vấn, một vị tướng tài lược, chiến đấu quả cảm, gan dạ, bảo vệ lũy Trường Dục, được người đằng ngoài cũng như đằng trong thời bấy giờ gọi ông là Phần Cổ Trì. Ngoài ra, còn nhiều danh tướng đã góp phần tài trí chống giặc ngoại xâm như Nguyễn Phạm Tuân, Lê Trực, Lê Mô Khởi, Mai Lượng, Cao Thượng Chí, Đoàn Đức Mậu, Đề Chích, Đề Án. Quảng Bình cũng là mảnh đất của truyền thống yêu nước, hiểu học, tiến thủ để vượt qua mọi khó khăn của thiên nhiên, thời cuộc. Từ trong khó khăn gian khổ đã sinh ra người Quảng Bình với đức tính cần cù, nhẫn nại, chịu thương, chịu khó, biệt lấy sự học làm con đường khai sáng. Chính truyền thống hiểu học, lòng khát khao học tập đã đánh dấu bằng việc hình thành nhiều làng khoa bảng nổi tiếng, bản Dinh Hương, Sơn Hà, Cảnh, Thổ, Văn, Võ, Cổ, Kim. Trong lịch sử dân tộc, nhiều thế hệ người Quảng Bình, nhiều dòng họ lập nên những kỷ lục hiếm thấy trong học hành, khoa cử. Dòng họ Nguyễn Đăng ở làng Phù Chánh, huyện Lệ Thủy, cả năm đời từ ông tổ Nguyễn Đăng Tuân đến hồi duệ kế tục đều đỗ đạt cao, làm quan có công lớn. Dòng họ Nguyễn Hữu ở làng Vạn Xuân, Quảng Ninh, với những tên tuổi nổi tiếng có công xây dựng mở mang vùng đất Quảng Bình xưa, và danh nhân lễ thần hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công khai mở đất phương Nam. Dòng họ Nguyễn Duy ở làng Lý Hòa, Bổ Trạch, từ cụ tổ Nguyễn Duy Cần cùng các con cháu là một nhà học tài, tiếng tăm lừng lẫy, và nhiều dòng họ khác. Do cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, chiến tranh thường xuyên xảy ra ở Quảng Bình, với đời sống khó khăn mà người dân Quảng Bình từ chỗ để thoát nghèo, để vượt khó, thì đã chọn cái việc học, coi việc học là một trong những cái con đường để mà thoát nghèo. Và do đó mà nó thì giáo dục ở Quảng Bình rất được chú ý, và các cái doanh nhân của Quảng Bình cũng chăm lo cái vấn đề này. Nhiều người sau khi thi đỗ đạt thì không ra làm quan mà quay trở về mở trường dạy học để đào tạo con em mình, và chính đó là những cái yếu tố giúp cho cái giáo dục Quảng Bình thời xưa cũng như nay phát triển, và đồng thời là đào tạo ra được rất là nhiều nhân tài cho đất nước. Danh nhân quê hương Quảng Bình nổi tiếng qua các thời kỳ lịch sử không chỉ bởi tài năng xuất chúng trên lĩnh vực quân sự, mở mang bờ cõi và tài học, mà hội tụ những tri thức đa văn, quảng kiến, bộc lộ trong nhiều lĩnh vực, nhiều hoàn cảnh. Tiến sĩ Dương Văn An là người đầu tiên đã chỉ cho ta cái nhìn thoáng đạt về văn hóa vùng và vùng văn hóa thông qua công trình khảo cứu Ô Châu Cẩn Lục. Đây là công trình biên khảo về vùng đất Thuần Quảng. Tên tuổi của ông được xem như là nhà biên khảo sư địa chí sớm nhất và nhiều giá trị nhất vùng đất Ô Châu này. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, mảnh đất Quảng Bình cũng có nhiều văn sĩ có sự sáng tạo mang tính đột phá trong văn chương nghệ thuật nổi tiếng trên thi đàn Việt Nam. Hầu hết các tác phẩm thơ văn của họ đều thể hiện tư tưởng yêu nước, thương dân và khát vọng về một cuộc sống bình dị, hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Tiêu biểu là các văn sĩ Nguyễn Hàm Ninh, Lưu Trọng Lư, Hàn Mặc Tử. Cùng với nhiều thế hệ danh nhân đã có công lao khai mở và bảo vệ cho quê hương, nhiều danh nhân của Quảng Bình đã góp sức xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Đó chính là lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tên tuổi của ông gắn với công lao to lớn trong việc mở cõi phương Nam, thiết lập hệ thống hành chính vùng đất Nam Bộ. Đứng về chúng tôi là những thời kỳ hậu duệ, thì lúc nào cũng là rất là cái là nguyện làm thế nào đó để là cái là hướng về các cái ông, và làm thế nào đó để là cái là dinh dự, để là cái là học hỏi theo cái là những cái công việc đó để ông làm, và làm thế nào đó chứng đáng để cùng vị hậu duệ để là cái là làm ra cho là tương lai cho cái là thế hệ con cháu sau này.
trong thời kỳ phong kiến nữ Pháp thuộc và kháng chiến chống Mỹ. Nổi bật có các danh tướng như Hoàng Kể Viêm, Lê Sĩ, Hoàng Sâm, Đồng Sĩ Nguyên, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vì Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà quân sự kể xuất, danh nhân văn hóa lỗi lạc, là một bức tường đài lớn cho tinh thần chiến đấu và chiến thắng. Với những đóng góp to lớn đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là người con ưu tú và là niềm tự hào đối với người dân Quảng Bình nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam nói chung. Với triết lý uống nước nhớ nguồn, các thế hệ người dân Quảng Bình hôm nay vẫn luôn biết ơn những đóng góp mà các bậc danh nhân đã làm cho mảnh đất này. Năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo khoa học quốc gia về danh nhân Quảng Bình với mục đích tổng hợp các kết quả nghiên cứu và xác định rõ nội hàm khoa học về không gian lịch sử, văn hóa, thân thế, sự nghiệp và đóng góp của các danh nhân trong quá trình hình thành và phát triển vùng đất Quảng Bình. Qua đó, giáo dục những truyền thống tốt đẹp của quê hương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, phát huy các giá trị tốt đẹp, xây dựng quê hương Quảng Bình giàu mạnh. Trong quá trình lịch sử, cái vùng đất mà người ta dễ nhận ra cái địa hình của nó, cái vị trí địa thế của nó, một vùng đất hẹp nhất của cái lãnh thổ quốc gia, một cái vùng đất gần như là biên giới nơi tiếp cận rất nhiều nền văn minh khác nhau, từ văn minh Đông Sơn bản địa của Bắc Bộ với văn minh của người Chăm ở phương Nam, của những cái bước chuyển đổi của lịch sử mà kể cả của những cái thử thách to lớn, thí dụ như với con sông Danh và Lũy Thầy của thời kỳ đất nước chia cắt đằng trong đằng ngoài, rồi cả một cái Quảng Bình khói lửa của thời kỳ chống Pháp, của thời kỳ chống Mỹ, tất cả những cái đó tích tụ lại thành những cái đặc trưng chung của cái mảnh đất Quảng Bình, với cái mảnh đất địa lý cụ thể, với tất cả những cái biến thiên của lịch sử cụ thể, và từ đó nảy nở và hun đúc cái thế hệ những cái danh nhân của Quảng Bình. Những danh nhân này có thể nói là vì gắn với mảnh đất này cho nên có thể thấy rất sớm thấy cái đặc trưng của nó là vùng đất luôn luôn phải đương đầu với những thử thách, những thử thách của công cuộc mở nước, của công cuộc khai hoang lập ấp, cũng như những thử thách của những quá trình đấu tranh xã hội, những cái xung đột xã hội, và đặc biệt là với thử thách trước cái ngoại xâm. Và thế kỷ thứ 20 chúng ta có thể nói là một cái biểu trưng tiêu biểu trong một những cái địa danh của cái cuộc chiến tranh cách mạng, chiến tranh giải phóng. Vì thế mà chúng ta cũng có thể tìm ra được những cái gương mặt của những con người, trước hết là những con người sinh ra từ mảnh đất này, lớn lên trên mảnh đất này, trưởng thành trên mảnh đất này và đóng góp không riêng cho mảnh đất này, đóng góp cho cả tổ quốc và thậm chí có thể là cái tầm vóc vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Tôi lấy ví dụ như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và gương mặt danh nhân của mình, kể cả những người mà không sinh ra mảnh đất này nhưng đã đến đây, đã thực hiện những sứ mệnh của quốc gia, đã đóng góp những cái nghĩa vụ thiêng liêng của mình và để lại những cái thành tựu lớn. Thí dụ như một Lý Thường Kiệt, chúng tôi đã nhắc tới. Thí dụ như một Đào Duy Từ, và thí dụ rất nhiều những thế hệ, những người đã đóng góp cho cái lịch sử vẻ vang của Quảng Bình. Nhìn lại những chặng đường lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Quảng Bình từ thời kỳ sơ sử cho đến nay, đặc biệt từ năm 1069 khi sáp nhập về quốc gia Đại Việt và năm 1604 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, danh xưng Quảng Bình chính thức đi vào lịch sử dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong mỗi một người dân cho đến hôm nay. Chúng ta tự hào về các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của vùng đất Quảng Bình, tự hào về các thế hệ cha ông đã có công xây dựng và bảo vệ quê hương. Do vậy, thế hệ hôm nay và mai sau cần phải có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông, ghi tiếp những trang sử vàng chói lọi của quê hương, đất nước.